Rồi bắt đầu nha. Thầy đã nghe giọng em chưa thầy? Thầy ơi, Moshi thầy đã nghe được giọng em chưa? moshi. Rồi bắt đầu nha. Kim Thoa 234, Kim Dung 234, Thùy 231, Tiến 233, Quỳnh 234, Huyền 234. Câu 1 này. Jurai no nanyanio koete atarashii bunya ni shinsutsu suru kinyo ga fuete iru. Chữ này là chữ khung đúng nhỉ? Sẽ đọc là gì các bạn? Đúng rồi, qua cự. Qua cự. À, từ đầu tiên, KB là chữ gì? Chữ bích. Đúng rồi, bích, bức tường đúng không? Số 3, mizo. Là chữ Cái gì? mương nhưng mà quên là chữ gì? À, chữ câu đúng nhỉ? Cái Câu. mương này, cái rãnh này. Fuji là chữ gì? Chữ duyên. Đúng rồi. Fuji có nghĩa là gì? Cái mép, cái viền. Đúng rồi. À, ngoài chữ duyên còn có cái chữ này nữa nhá. Chữ này thì anh chả nhớ âm Hán Việt nó là gì, nó ngoài bảng thường dụng. Câu này là gì nhỉ? Pha dịch thi câu này nào. À, các xí nghiệp Ừ. xí nghiệp mà vượt ra khỏi khuôn khổ từ trước đến nay và xin sự là phát triển lên Dấn thân. dấn thân vào những lĩnh vực mới đang ngày càng tăng lên. Đúng rồi, câu số 2 này. Câu số 2 là từ chữ gì nhỉ? Chữ võng đúng không? Võng và Võng là la. chữ la Đúng rồi. Võng la sẽ đọc là gì các bạn? mô ra. Mora. Đúng nhỉ? Mora đáp án đúng là đáp án số 3. Chữ này có nghĩa là gì đây các bạn? Là bao trùm Bao gồm. Đúng rồi, bao trùm, bao gồm, liệt kê, bao phủ đúng không nhỉ? Cái cuốn tạp chí thông tin này ấy, nó đang hầu như là nó đang bao trùm, nó đang liệt kê được hết những cái địa điểm tham quan chủ yếu của trong cả nước đúng không nhỉ? Câu số 3 nhá. Chữ Hán là chữ gì với chữ gì? danh dự. Danh dự, đúng rồi. Danh dự. Mà chúng ta nhớ là chữ dự nó sẽ đọc gần giống chữ gì? Dự đoán. Dự nó gần giống chữ dự trong từ âm Hán Việt, không phải là gần giống mà là Dự giống luôn đấy. Dự trong từ dự định đúng không? Ví dụ đây. tê. Yote hay là chữ gì? Hay là chữ dư đúng nhỉ? Ví dụ dư trong từ yoke này. Dự Do vậy âm Hán Việt nó sẽ, do âm Hán Việt giống nhau cho nên là nhiều khả năng là âm onyomi cũng giống nhau, thành ra nó sẽ đọc là yo và chữ danh là me. Như vậy đúng, đây phải là đáp án số 4. Me yo. Danh dự, vinh dự. Câu này thì như nào hả Dung? Dạ là cái việc mà nhận cái giải thưởng như thế này á, thì đối với tôi đó là một cái danh dự to lớn. Ừ, đúng rồi. Một cái niềm vinh dự to lớn đúng nhỉ? Tiếp theo nhá. 4 5 6 này. Bốn năm sáu, cư 314, dung 124.
Thoa 324, Tiến 344, Huyền 314, Thủy 123. Nhiều bạn sẽ bảo là đề N1 gì mà toàn các di N2, N3 này. Nhưng mà thực tế là nó là vậy đấy các bạn. Đây là đề thi thực tế đấy, chứ không phải đề thi bổ sung đâu nhá. Đây là đề tháng 12 năm 2012. Đấy, như chúng ta thấy là có ba câu đầu tiên là Canxi N1, thì ba câu sau là Canxi N2, N3 đúng không? Tất nhiên là nó hỏi những cái từ mà chúng ta ít khi chúng ta dùng đến. Câu 4 này, chữ này là chữ phí đúng nhỉ? Âm cư nhô mi của nó là gì? Chia sẻ. Gia sự, đúng rồi. Như vậy đây đáp án phải là mấy? Ba đúng không? Có nghĩa là gì? Tiêu hao, tiêu tốn. Tiêu hao, tiêu tốn. Để phát triển sản phẩm mới ấy, thì đã tiêu tốn đúng không? Rất là Rất nhiều nhiều. cái khoản tiền. Đúng rồi. Câu 5 nhá. Câu 5 này là gì nhỉ? Chữ gì đấy? Do Chữ do và chữ tự tự đúng nhỉ? Tất nhiên là hai chữ là này đều là kanji của n n mấy, nó đều là kanji của là ba, chắc n là ba. n n n n bốn a nhỉ, n bốn thì lố quá, nó là kanji n hai, cái chữ đằng sau này này isoni đấy, còn đằng trước là chữ do là kanji n ba. Là chữ này đọc là như nào, Lưu ý được đấy, nếu như khó nhớ đúng không? Bình thường chữ do hay đọc là dư đúng nhỉ, quá trường âm, ví dụ trong từ dư đấy. Thế nhưng mà trong trường hợp này ấy, nếu mà đọc như thế là không đúng, nó phải đọc là gì? Này nhìn nhá, đánh nó ra luôn này, phải là số 2, dư, có nghĩa là gì nhỉ? Từ dư sổ có nghĩa là gì đấy? lịch sử. Lịch sử bề dày, đúng rồi. Cái thứ mà bạn nhìn thấy ở đằng kia kìa là một ngôi chùa có bề dày lịch sử mà được xây dựng cách đây 1.000 năm đúng nhỉ? 1.000 năm trước. Vậy làm sao để nhớ được cái cách đọc của chữ này? Đó là học lịch học Đó nhiều. là học thuộc, đó là học nhiều, đúng rồi, chả có cách nào hết nhá. Nếu mà không học thì sẽ đọc cái, nếu mà không nhớ thì sẽ đọc chữ do trong từ GU và đọc là số 1. Đấy, không phải. Đây nó đọc đặc biệt. Câu số 6. Câu số 6 chữ Hán là chữ thủ và chữ tế. Đấy, bình thường thì các bạn sẽ nghĩ là thủ là cái này sẽ phải đọc theo kiểu âm onyomi là siêu sai. Đấy, trong từ cục cư sai. Nhưng rất tiếc cái chữ này nó không phải đọc theo kiểu đó mà đọc theo kiểu âm kunyomi, và đồng thời cái âm đằng sau nó sẽ bị đục âm. À, bình thường cái chữ chữ đằng sau nó là kiwa, nhưng mà trong chỗ này nó biến âm thành giwa, câu này sẽ là te giwa. Các bạn đúng là số 4, yomba. Các cái nhân viên trẻ ấy, họ đã xúc tiến công việc một cách rất là khéo léo đấy. Như vậy là không phải là chỉ có kanji N1 đâu, còn phải vững cả kanji N3, N2 nữa thì mới may ra ăn được điểm full cái phần cái môn đài dễ nhất của phần 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 từ vựng N1. Có đề thì nhiều kanji N1 hơn, ví dụ đề này là một nửa là kanji N3 N2, còn thường ấy gần đây thì nó sẽ thường nó ra tầm khoảng 4 5 câu N1, 1 đến 2 câu N3 N2 thôi. Rồi tiếp theo này sang phần từ vựng nhá. Từ vựng mỗi câu các bạn sẽ có 1 phút. Cứ mỗi 2 câu các bạn sẽ có 1 phút để làm.
Cư 42, Thoa 34, Tiến 43, Thùy 12, Dung 24. Chúng ta cùng xem này, câu số 7. Kaigi no chokuzen ni bucho no tsugo ga waruku nari, watashi ga dairi de shusseki suru koto ni natta. Ngay trước khi có cuộc họp thì trưởng phòng bị bận đấy, trưởng phòng có vấn đề về mặt thời gian và tôi được quyết định là sẽ tham dự thay. Tất cả các từ từ 1 đến 4 khi mà dịch ra nghĩa tiếng Việt ấy, nó đều dịch được là như thế nào mọi người? Nhanh chóng, mau lẹ ngay lập tức đúng không? Cách đọc nhá. Mấy cái này cũng phần lớn là kanji N1 đúng nhỉ? Nào ví dụ từ này đọc là gì các bạn? Junji. Junji hay là Shinji? À, Shinka. Junji là gì? Shinka. Shinji ka. Junji nó không ra. Junji đấy là chữ 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 nó đang đánh ra Junjo kìa đúng nhỉ? Shun. Cái từ Shun Kang đúng không? À đúng. Nào từ này nào, số 2. Shin. Jin số cự hay là số cự? Jin số cự nhá. Jin số cự. Jin số cự số 3. Số 3 là Sokoku. Sokoku. Chữ tức và chữ khắc. Số 4 thì từ đằng sau nó hơi khó. Chữ này đọc là gì? Kyu. Kyu kiều. Kyu kiều đây. Cả 4 từ đều mang nghĩa là nhanh chóng, đúng nhỉ? Mau lẹ tức khắc. Thế nhưng chỉ có một từ duy nhất nó dùng để thể hiện một sự thay đổi đột ngột so với lịch trình đã có. Đấy là mấy, có biết không? Cái này thì không biết thì cũng chịu, đúng nhỉ? Không biết cái kiến thức đấy thì cũng không thể nào mà chọn ra được. Đúng, ở đây là đáp án 4 nha mọi người nhá. Đáp án số 4 là cái đáp án mà diễn tả cái sự thay đổi đột ngột so với lịch trình đã có sẵn. Còn Shunji, Jin số cự hay là số cố cự ấy, nó thường nó dùng để chỉ một cái hành động, một cái động tác đấy, thực hiện một cách nhanh chóng, chứ không phải là gì, chứ không phải là một cái sự thay đổi đột ngột so với lịch trình có sẵn, cho nên là nó không hợp lý. Ở đây đúng phải là 4. Câu số 8 này. Ano hito wa shinseisho wa shimekiri made ni zettai ni teishutsu shita to mada nani nani iru. Cái người kia ấy, họ vẫn đang làm sao đó rằng là cái bản đăng ký ấy, cái đơn xin ấy thì tôi đã nộp, nhất định là tôi đã nộp trước deadline, trước hạn cuối. Vậy thì người ta đang có thái độ làm sao? Một nhá, một là gì? Inokos là gì? Lời chăn chối, đúng lời không? Lời chăn chối. Nokos là để lại mà. Inokos là lời chăn chối. Iharu là gì các bạn? Khăng khăng. Khăng khăng, đúng rồi, khăng khăng quả quyết. Đồng nghĩa với từ gì đấy? Chiu chô. Rồi, đồng nghĩa với siêu trổ. Đáp án 2 có đúng không? Đúng. Thầy hỏi vậy thì là đúng rồi đúng không? Đáp án 2, thế tí tí dê sẽ hỏi theo kiểu khác. Đáp án 2 đúng nhá. Người đấy cứ khăng khăng quả quyết là mình đã nộp trước deadline. Số 3 nào? Iwatashite là gì? Chim. I là nói, iu là nói, watashi là trao. Iwatashi là nói và cho tất cả mọi người xung quanh biết ấy, nó là kiểu tuyên bố, tuyên án, nó dùng cho tòa án nhé các bạn nhé. Từ này nào? Ihanatsu là gì? Ihanatsu. Hơi khó đúng nhỉ? Cái từ này có nghĩa là nói thẳng, không có ngại ngần gì hết. Hô, có phải là từ hanatsu là tỏa ra, phóng ra, thì nghĩa của nó là như vậy. Đúng, đây là 2. Tiếp theo. Câu 9, câu 10. Tôi sẽ nghĩ hai câu này sẽ dễ hơn.
Cư 22, Dung 22, Tiến 31, Quỳnh 34, Huyền 24. Thoa 22, Thủy 31. Chúng ta cùng xem nhé. Câu 9 này. Kono mama dewa kosho ga matomaranai no de tagai ni nani nani se zaru o enai. Có bạn nào nhớ ngữ pháp? Zaru o enai có nghĩa gì không? Đành Đành phải, phải, Đúng đành rồi, phải, buộc buộc phải, đành đành phải, đúng phải. không nhỉ? Không muốn mà bắt buộc phải làm chuyện đó. Ở các cách đọc của các phương án nhé. Đầu tiên là đọc là gì? Đô cho cả Đô chồ nghĩa là gì các bạn đồng điệu. nhỉ? Nghĩa là đồng điệu theo cái này Đồng luôn. điệu. Nó đồng thuận, đúng không? Đồng Đồng thuận, đồng thuận. thuận. Giống kiểu đồng ý ấy. Thuận theo. Từ này. Đa kiểu Đa kiều, đa kiều này kanji là gì, chữ gì với chữ gì đấy? thỏa Thỏa hiệp, hiệp, thỏa thỏa hiệp, thỏa hiệp mang nghĩa gì trong tiếng Việt? thỏa hiệp mang nghĩa là chịu hòa, chịu xuống nước ạ. Hiệp á. Đúng Chịu rồi, chịu xuống nước xuống nước, để chịu xuống nước, chịu nhượng bộ để đạt được một chịu mục nhượng tiêu gì bộ. đấy, đúng không? Đa kiều nhá. Số 3, wakai là gì? Hòa giải, Hòa hòa giải. giải. Có đúng không? Không, Tưởng đúng. hòa giải Không đúng đúng không? Hòa giải dùng trong trường nào hòa mọi người biết giải có không? lẫn nhau mà, hòa Hòa giải khi mà giải cãi khi mà nhau, có mâu thuẫn cãi đúng nhau. rồi, khi có mâu thuẫn cãi nhau thì dùng từ hòa giải, nhưng đây có lẫn nhau thì không đúng. Đúng rồi, số 4 nào. Yugo, Yugo, đúng rồi, chữ này có nghĩa là gì đấy? dung hợp. Dung hợp. Dung hợp bạn nào mà xem mấy cái bộ anime về isekai ấy, về thế giới khác, chẳng hạn như là Yu-Gi-Oh chẳng hạn, sẽ biết đúng nhỉ? Dung hợp là hợp nhất đấy, hoặc là dung hòa, thì đúng ở đây phải là mấy? Hai. Hai, đúng rồi, số 2 nhá. Nếu mà cứ tình hình như này thì sẽ không thương lượng được, đúng nhỉ? Cho nên là buộc phải thỏa hiệp lẫn nhau, buộc phải xuống nước cho nhau. Từ đô chồ nó mang tính chất tích cực, cho nên là không đi viện ngữ pháp xê ra đứa này. Câu số 10. Kono ron bun ga kongo no y gaku no hate ni nani nani suru tokoro wa oki daro. Cái điểm mà gì đấy, cái điểm mà cái luận văn này ấy, nó gì đó cho sự phát triển của y học từ nay về sau là rất là lớn. Cách cách đọc Từ nào, đầu toàn tiên đọc nào là gì mọi người? Kiyo. Đúng rồi, Kiyo. Cái này có nghĩa là gì các bạn? Đóng góp. Đóng góp, Đóng đúng góp. rồi, đồng nghĩa với từ gì? Đồng nghĩa với cô kênh các bạn nhé. Có thể người ta hỏi từ phần phần thi Cống từ hiến. đồng nghĩa đấy. Giống cống hiến. Số 2 nào. À. Phổ cập. Phù kêu, đúng không? Phù Kêu. kêu là phổ Sao? cập này, mở rộng này. Số 3 nào. Từ này đọc là gì? Kyoyo. Kêu vô. Kêu Kyoyo, đúng rồi. Kyoyo. Từ này có nghĩa là gì? cung cấp. À không, sao lại Kêu. Kêu kêu chứ đúng sổ. nhỉ? Kêu. Kêu chứ. Kêu. 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 Không ra xem Kêu. nào. Nhưng cộng mình là kêu. Kêu chứ. Kêu mà. Cung cấp Kêu chứ. kêu, đúng rồi, Kêu. kêu Kêu. you, Kêu kêu vô. you, kêu vô. Kêu vô. Sensei Đúng gõ đúng rồi. rồi mà, điền mất. Kêu vô. Tại tại sensei gõ xong là nó không ra ở trên furigana ấy, thế là nghĩ là sai. Mà Đây, em thấy có từ này có nghĩa là gì mọi người? cung cấp Cung chia cấp, sẻ giống giống từ không chia sẻ, nó là từ khác kêu nhá. you Đấy là kêu you nhá, kêu Hải nhá. Đây you. này, đây mới là chia sẻ này đấy. Còn cái từ kêu kêu này nó giống từ kêu kêu, cung cấp kêu kêu chứ mẹ. Động Số 4 nào, từ này nào. hạt kêu Ha hạt kêu. kêu Ha kêu, ha kêu nghĩa là gì các bạn? lan rộng hạt Lan rộng, lan truyền, đúng rồi. Nào thì ở đây là mấy đây? số một Ba. chứ Số 3. Không em nghĩ số một phải, chứ số số một 1, số đúng một rồi, số đóng một góp đúng rồi nhá. đúng Ichi, thế bạn nào chọn 21 rồi. là đúng này. Tiếp theo, 11, 12, 13 chúng ta làm 3 câu luôn nhá. 1 phút rưỡi.
はい、時間です。Thoa 112, cư 412, Dung 123, Thủy 331, Tiến 412, Huyền 113. Hải không comment Comment đâu xem gì. à Hải? Ừ, thằng. Chat đây, trò chuyện đây. Em có thấy hai chat không? Ở chỗ cái khác ấy. Thấy không? Xem xe là chắc chat riêng với xem xe thôi hả thằng ạ? Thế à? Thảo nào em chả Có thấy thấy ai chat đâu. hai. Chat riêng với sensei. Câu 11 nhá. Kotoshi no Hanabi Daikai wa 30万人 を超えるが予想されている。Cái cuộc thi bắn pháo hoa năm nay, cái gì đó vượt 30 vạn người, 300.000 người được 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 dự đoán. Chúng ta cùng xem các phương án này. Đầu tiên, từ này là gì các bạn? Đọc là gì? Hitokomi. Hitogomi. À, Gomi. Hitogomi có nghĩa là gì? Đám Đông. đông. Đám đông. Đám đông đúng không? Số 2 nào? Là Hitonami gì? cả đấy. Hitonami. Hitonami. Hitonami có nghĩa là gì đấy? Thầy thường. Biển người. Biển Biển người. người, đúng rồi. Biển Số người 3 được nào? trả Hitodori. lời. Hitodori các bạn nhé. Hitori. Còn nếu mà Hitotori là chữ khác. Hitotori nó là kiểu sơ lược, sơ qua đại khái. Đây này, nó là chữ nhất với lại chữ thông cơ. Còn cái chữ nhân đọc là Hitodori. Có biết ai biết từ Hitodori là gì không? Người Nhiều Dòng chỗ nhiều người người vội vàng đi. lướt qua, đúng nhỉ? Dòng người, đúng nhỉ? Dòng người, cái sự qua lại của con người. Từ này. Đi. Đúng rồi, Hitode. Nhớ là khác với lại Hitode này chứ, đúng không nhỉ? Hitode này là nghĩa là gì? Nhân lực. Nhân lực, đúng rồi. Nào, Hitode này nghĩa là gì đây? Đám đông. Cũng là đám đông. Ở đây có hai đáp án là 1 với 4, hai cái dễ gây nhầm lẫn. Và các bạn cũng chọn hai cái này là hai cái mà dễ 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 gọi là không biết là cái nào đúng, đúng nhỉ? Thì nhá, nét nghĩa của hai cái này như sau. Hitogomi ấy, cái từ này có nghĩa là đông đúc. Nó diễn tả cái sự là có đông người nên là gây ra cái sự chật chội hỗn loạn. Còn cái từ Hito Hito D này này, từ D này tượng trưng cho cái trong từ D đự là tham dự. Đấy, có nghĩa là người ta tập hợp và người ta tham dự. Thì theo các bạn trong ngữ cảnh này thì là 1 hay 4? Số Một. bốn, Không phải số 1 đúng nhỉ? Đáp án đúng phải là nhiều số mà ba 4. nghìn người lận. Đúng không? Nha, đáp án số 4. Đó là gì đây? Đó là một cái đám đông. Đám đông nhưng kiểu không phải là kiểu đám đông gọi là nhộn nhộn nhọa rồi thì gì nhỉ? Hỗn tạp đâu. Đấy, mà là gì nhỉ? Mà là cái việc mà có nhiều người họ tập hợp lại để họ họ tham gia một sự kiện ấy. Đấy, thì sẽ dùng cái từ Hitode này. Câu số 12. Shigoto no buntan o kimeru mae ni hitsuyou na sanyo o subete shita. Trước khi quyết định việc phân công công việc ấy thì cái gì đó, những cái công việc cần thiết nào, chúng ta cùng xem các phương án. Đáp án 1, Risto up là gì các bạn? Đúng rồi, lên danh sách đúng không? Lên danh sách. Lên danh sách. Số 2 nào? Entry Entori. là Entori. phân 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 chia không ta? Không phải phân chia. Không như Entori nó là giống như vào kiểu lối vào. entry ở trong tiếng Anh ấy đúng không nhỉ? Có nghĩa là gì đấy? Đi vào, đúng rồi, đi vào. Hoặc là đăng ký nhá, đăng ký một cái sự kiện gì đó thì dùng từ này. Số 3 nào? Stock là gì nhỉ? Kho giỏi Stock. tồn Không, không. Không tồn phải cái kho là không phải từ đấy, hay đây là là cổ phiếu đây là dự trữ stock đúng không? à nhiều Số stock 4, quá coordinate là gì? nhìn chị Coordinate. nhìn không biết Từ này là phối hợp. Bốn từ thì nhìn từ hợp lý là từ từ máy xung số quanh 1, đúng rồi, tôi đã list up, tôi đã lên danh sách đúng không nhỉ? Tất cả những cái công việc cần thiết. Câu số 13 nhá. Asa kara zutsu ga hirokata ga kusuri o nonda ra daibu itami ga nanani kita. Từ sáng thì tôi đau đầu kinh khủng nhưng mà sau khi uống thuốc xong ấy
Thì cơn đau nó đã làm sao? Số 1 nào, đọc là gì mọi người? Yowamate. Yo, không 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 có mat đâu, pha mat nó phải là thêm cái Yowate chữ ma. ta. Yogate, đúng rồi. Yogate này nghĩa là gì các bạn? Yếu đi, yếu Yếu đi. đi. Ví dụ nó dùng cho gì? Nó dùng cho thể lực nhá. Thai điếu cự này, hoặc là nó bằng từ komaru luôn ấy, nó bằng cái sự bối rối, đúng nhỉ? Khó khăn. Số 2. Từ này đọc là gì? Yawara. Yawa. Yawa. Ram. Tai đề. Yawaragu, đúng không? Vâng. Yawaragu có nghĩa là gì nhỉ? Dịu đi. Dịu đi, nguôi đi, hợp lý không? ID lên đây. Hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý. Đấy. Số 3 nhá, là gì? Usumatte. Vị, Usumate. Từ Usumate này dùng cho cái gì? vị. Gia vị. Dùng Vị cho là vị. vị, hoặc là kiếm sự quan tâm, mối quan tâm nó nhạt đi, mối học là quan hệ, đúng không? Đấy, căn kề có Usumaru này. Là số 4 nào? Không biết đặt là gì. Số 4, Hình như cũng là giao ngoài. Yasuragu, đúng không? Là giả sư cơ. Yasuraide. Có nghĩa là gì? Gì Ví dụ như là gì nhỉ? Thành Sbete itai thản koto ga ieta no mình. de kokoro ga yasui, đúng nhỉ? Yasuraida có nghĩa là trái tim cảm thấy rất là nhẹ nhõm, nhẹ nhàng, Bình yên. bình yên. Đây phải là nhị bảo số 2. 412 nhé, bạn nào chọn này là đúng này. Tiếp theo. Rigigo. Một phút. Huyền 124, Hoa 224, Cư 211, Dung 124, Tiến 124, Quỳnh 234, Minh Hải 122. Câu 14 nhá. Câu 14 là Shohino Genka ga Agatta ga Hanbai Kagaku e no Ekyo wa Tomen nai daro. Cái giá gốc của sản phẩm tăng lên. Nhưng mà cái gì đây? Cái ảnh hưởng đến giá bán ấy thì có lẽ là không gì gì đấy. Từ thomen này có nghĩa là gì các bạn? Chính diện trực tiếp miệng của cả em Thomen nó là một là thời gian đấy, chỉ nó là một là thời gian, là đồng nghĩa với từ gì nào? thời gian chắc chỉ Shibaraku, là gian thật. Shibaraku, đúng rồi, Shibaraku ichi nhá, nó sẽ không gây ảnh hưởng trong một thời gian. Vậy thì các bạn có biết nó đồng nghĩa với từ gì nữa không? Từ gì đồng nghĩa với Shibaraku nữa? Thomen, Shibaraku và Thobun là ba từ đồng nghĩa với nhau. Nhớ đấy. Từ này này. Chokusetsu là trực tiếp. Không phải. Có ai nhớ từ đồng nghĩa với trực tiếp là gì không các bạn? Từ Sugu. Sugu sao đồng nghĩa Shonen trực tiếp được? Jikani Đúng rồi. Jikani. Jikani Masaka, Masaka không thể chọn được, bởi vì Masaka ấy, nếu mà Masaka đằng sau nó phải là có mấy cái động từ kiểu như là tôi không bao giờ tôi nghĩ, Masaka omowanakatta, Masaka shinjirarenakatta. Đấy. Đây không không có cái kiểu đấy, không bao giờ cho là Masaka được.
Tai Chi là gì nhỉ? Không to tát đúng không? Không to tát lắm, không lớn lắm đúng nhỉ? Ừ, nó đồng nghĩa với Roku nhá, Roku nhĩ. Rồi tiếp theo câu số 15. Konkai no kaihatsu keikaku wa kore made no mono to wa scale ga chigau. Cái kế hoạch phát triển lần này thì nó khác với cái những cái trước đây. Scale là gì mọi người? Quy mô. Okisa đúng không? Độ lớn, quy mô thì đồng nghĩa với Kibang, kibo đúng nhỉ? Số 1 là Hoshin, phương châm. Số 2, kibo. Cái từ này có thể người ta hỏi đấy nhá, người ta hỏi trong phần cách đọc ấy, không trường âm đúng nhỉ? Không phải là kimo đâu nhá. Một cái tên kỳ mục đích này ý nghĩa. Số 16, cái từ này là 2 đúng hơn. Yuji wa shikiri ni unazuki nagara hanashi o kite ita. Bạn tôi vừa gật đầu. Shikiri ni là gì? Nhiều lần. Liên tục đúng nhỉ? Bạn tôi vừa gật đầu liên tục vừa nghe câu chuyện thì đồng nghĩa với Nandomo đúng rồi. Số 4 này các bạn còn biết là thuộc cái họ liên tục nhiều lần nó còn từ gì, biết gì nữa không mọi người? Shiba Shiba đúng rồi, Shiba Shiba đúng nhỉ? Hoặc là từ gì nhỉ? Sochiu đúng rồi, Sochiu Tabi Tabi đúng rồi. Đấy, 5 từ này nhá. Shikiri ni nandomo shiba shiba sochu và tabi tabi, có thể người ta hỏi lẫn lộn cho nhau. Chisaku là nhỏ này, nhẹ này. Okiku là lớn, tokidoki là thỉnh thoảng không phải. 17, 18 và 19. Kinasu. Ừ, thằng này. Viết ở bên đấy luôn. Bây giờ Hải 313, Dung 314, Thoa 313, Huyền 313, Tiến 313, Cư 412, Quỳnh 314, Thùy 313. Câu 17 nhá. Senpō ni kakunin shita ue de kikaku shō no anai o kettei shita. Sau khi xác nhận với phía trước, phải dịch là phía trước không? Sau khi xác nhận với phía trước thì tôi đã quyết định nội dung của bản kế hoạch. Senpō là đồng nghĩa với IT đúng không? Đối phương. Đúng ở đây là số 3 này. Senmonka là gì các bạn? Nhà chuyên môn đúng không? Hoặc là chuyên gia. Zenin. Tất cả mọi người. Joshi. Cấp trên. Câu 18 nhá. Konna ni kena sareru to wa omotte mo minakatta. Bị gì đấy? Bị làm sao? Kena sự là gì? Bôi nhọ đúng rồi. Kanji này. Kena sự. Ôi trời ơi, cái chữ này trên giấy chưa gặp bao giờ. Bị gì nhỉ? Bị bôi nhọ thế này thì dù nghĩ tôi cũng không thử. Tức là tôi chưa từng thử nghĩ là tôi sẽ bị bôi nhọ như này. Nó đồng nghĩa bị bôi nhọ là mấy? Một. Đúng rồi, bị nói xấu. Hai là gì? Được đánh giá cao. Số 3. Bị phản đối. 4. Vui mừng. Được người ta vui mừng đúng không? Nhận được sự vui mừng từ người ta không phải. 19 nhá. Yamada san wa kuchiguse no yo ni okuda. To oyu
Yamada thì nói như một thói quen, như câu cửa miệng, nói cái câu là okuda, đồng nghĩa với, Mền đồ đúng rồi, chọn Mendo. đại Chọn đại à, con này chọn đại à? Từ oku, kanji nó là gì? trong ô Oku cứ sẵn đây, đấy đây nhá, ức chữ hiếp ức, ức và chữ khiếp, đúng nhỉ? ức hiếp đấy Đấy, nó không liên quan lắm đâu, nó không liên quan ức đến hiếp kanji lắm. là vợ hay Heki là bình thản này, từ này đọc là gì các bạn? yêu cay Yukai nghĩa là là thoải mái thoải mái. Đây nào, tai tai cứ kutsu, tai chén kutsu, đúng nhỉ? đúng. Nhàm chán, đúng rồi. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là số 3. Tiếp theo nha, chúng ta sang bài cách dùng từ này. Ôi trời. Ôi trời. Em dở bài lắm. Bắt Chọn đầu. đại thôi. Em thì Kunai. cũng không chọn được. Rộng lượng đúng Ôi bài này. không? Đại Quảng đại, vĩ đại các thứ lại quên rồi. gì? Nguyên cái bài đấy có 10 từ. 10 từ nó lấy ra nó cho được tỷ câu đúng không? Câu 20. Kim Thoa 2, Kim Dung 4, Cư 2, Tiến 2, Quỳnh 2, Thùy 4, Huyền 2. Câu 20 nhá. Từ này là từ cô đai đúng nhỉ? Chữ Hán là chữ quảng và chữ đại. Nào còn nhớ trong cái bài mà sẽ đăng lên có 10 từ ấy, từ này nó dùng cho gì không? Quảng là Trong rộng, đúng không? không gian Đúng rồi, không gian. Quảng không là rộng, đại là lớn. Rộng lớn đây là một không gian. Đấy, còn tính theo diện tích thì dựa vào cái hint tội đấy thì đáp án chỉ có thể là mấy? Ni hai bằng, đúng không nhỉ? Số 2. Bởi vì sao có từ gì? campus Đúng rồi, campus từ campus có nghĩa là gì đấy? khuôn viên khuôn viên trường Khuôn viên, đúng đang rồi, khuôn viên trường. Cái khuôn viên trường rộng lớn, đúng không? Có nhiều cây xanh là một trong những cái sức hấp dẫn của trường đại học này nhá. Câu 1 này. Câu 1 thay bằng từ gì các bạn? Kon kai no kinju kiki wa sekai keizai ni kōdai na dageki wo ataeta. Cái nguy cơ tín dụng, nguy cơ tài chính lần này ấy, nó đã mang đến một cái sự đả kích rất là gì đấy cho nền rất kinh tế thế lớn. giới, rất lớn. Nhưng mà CC không thích từ oki, okina không thích. CC thích cái kiểu dùng kiểu cái gì đó đi với đại cơ. Các bạn biết từ đi với dageki dùng từ gì không? Không, Kêu nó đi với từ này nhá. Jindai, cái nhớ đấy. không nhớ Jindai. Không nhớ được được thì phải chịu. Đi thi nó cho từ Jindai cách dùng từ, hoặc là nó cho cái câu này sang, nó cho gì đây, nó mở ngoặc này, Nadageki xong Jindai, Sodai, gì gì đó thì phải chịu. Câu hạ, câu ba. Endaka no eikyo wa masumasu kodai na gyoshu ni oyonde nào. Ôi cái này nó phải là en gia sư chứ, ảnh hưởng của đồng yên lên giá thì ngày càng gì đấy, ngày càng lan tới các cái lĩnh vực nghề nghiệp như nào? Việt biết tiếng Việt còn chả biết là Đa cái gì. dạng luôn thầy. Mojo. Từ gì cơ, từ Sensei gì? đã thích chữ đại. Đại Gần á. đúng nhá, nghĩa thì đúng nhưng mà nếu mà muốn là chữ đại là dùng chữ này nhá. Ta đây. Số 4 nào. E sợ wa sai kai hát chi cư nhị. Cô đai na bì rử no ken
Setsuo công ty A ấy, nó đang lên kế hoạch xây dựng một cái tòa nhà gì đấy ở cái khu tái phát triển, bự. một tòa nhà bự. Thì tòa nhà bự trong tiếng Nhật sẽ là gì nếu không dùng Đỉnh Kina? cây. Đề cai. Đề cai nó là kakikoto, à, nó là hanashikotoba, không dùng trong cái trường này. Dùng từ gì biết không? Dùng từ kyodai nha các bạn nhé, từ này này, hoặc các bạn có thể dùng từ nào, từ nào mang nghĩa là đồ sộ sừng sững, còn nhớ không, trong Mimi N1 đấy có Juko, từ này nhá. Có Nhưng rất một tiếc là cũng quên rồi. từ Thôi thì phải ôn lại chứ sao bây giờ, đúng không? Chả cái nào khác. Rồi số như một, số 21 này. từ hùng đại là sẽ gì nhỉ? Hùng đại là cái sự vĩ đại của khung cảnh núi rừng. Tòa nhà đúng không chứ? Phải Tòa là cái nhà thường là không dùng đâu. số này được tiêu diệt. Đấu. Thế chắc là đọc thấy cái đáp án nào nó cũng xuôi tai. À, nhưng mà cái câu này thì có vẻ là chọn đúng được nhiều hơn câu trước rồi đấy. Câu 21. Huyền 2, Cư 2, Thoa 1, Dung 1, Tiến 1, Thùy 1, Quỳnh 1. Câu 21 chữ Hán là chữ gì mọi người? bí thì phải, bí trong bí mật Bí, đúng đấy. rồi, bí trong bí mật đúng không? Trong Himitsu. Đúng rồi, Himitsu. Còn động từ của nó, động từ himeru nghĩa là gì? Himeru là dấu diếm. Bí kín. Himeru là giấu đúng không? Giữ kín, không để cho người khác biết. Đấy, nhưng mà nó có dùng cho giấu đồ vật hay là giấu Không, một dấu sự cảm việc gì xúc, đấy không? dấu dấu Không, cảm dấu này là xúc, dấu cảm dấu xúc, tình đúng rồi, cảm. dấu tình cảm. Một nhá, Anohito kuru ni meru ga jitsu wa jonetsu wo uchi ni himete iru. Cái người kia ấy nhìn thì có vẻ lạnh lùng đấy, nhưng mà thực ra là đang 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 giấu bên trong cái sự gì đấy, cái sự nhiệt huyết đúng nhỉ, hợp lý không, Hợp lý. hợp lý. Đúng rồi, bởi vì là jonetsu nó là một cái mà giống giống cái kiểu như là kimochi đúng nhỉ, hay là kanjo nhá, nên chúng ta có thể chọn được. Đúng, đây là một. Câu 2 nào. Câu số 2. Daigetsu tenshoku suru koto wa kaisha no minna ni wa mada himete iru. Thì tất nhiên nếu mà dịch là dấu thì nó vẫn ok la đúng không? Nhưng mà nó không dùng bối cảnh này. Cái việc mà tháng sau tôi chuyển việc ấy thì bây giờ tôi đã vẫn đang dấu. Tôi vẫn đang dấu mọi người trong công ty, không dùng cái này. Có biết các bạn biết dùng từ gì không? Không biết á. Hả? Dùng kiểu Kodomo-poi sẽ là Yêu anh Itei Inai. ấy. Tôi vẫn chưa nói. Đấy là kiểu Hợp lý. Kodomo-poi nhá. Còn kiểu người lớn sẽ là Kakushite iru. Đây, cái chữ Kakushite này ngoài giấu đồ vật ấy, có thể là giấu một sự việc. Được. Còn giấu tình cảm, cảm xúc thì phải là Himeru. Số 3. Kare ga jiuyo chiu ni hen na kao o shita no de warai o himeru no ga tahen datta. Anh ta, hắn ta bởi vì gì? Đang Hắn trong ta bởi vì là làm cái cái bộ mặt rất là kỳ quặc ở trong giờ học, thành ra là rất khó để giấu đi những tiếng cười. Không phải đúng không? Cái này phải dùng từ gì? Với cái việc kiềm chế, kiềm chế, với cái kiềm việc gì nhỉ? À, nhiều bạn sẽ nghĩ là cái từ warai ấy, là nụ cười, tiếng cười nó cũng là một cái loại tình cảm, cảm xúc. Tại sao lại không dùng từ himeru này? Đấy. Tại sao lại không dùng các bạn? không biết là gì đây.
Thực ra là bởi vì nó mang tính biểu chất cảm. tương đối là cố định, đúng không? Nó sẽ không đi nhá. Đi với lại Himeru ấy, nó sẽ là Jonetsu Kanjo Kimochi hoặc là Honshin vân vân. Còn từ Warai là tiếng cười, Cư sự được không thầy? không dùng. Từ Kakusu, à đúng rồi, từ Kakusu được. Được á nhỉ? Em cũng nghĩ thế. Kakusu. Vân Hoặc là một từ khác nhé các bạn nhé. Từ Koraeru. Đây. Chữ này cũng được dùng trong kiểu dấu dấu đi nhé. nụ cười này, câu số 4 này. Chimu de shigoto o suru ue de wa tansho no fuman wa himeru hitsuyo mo aru. Khi mà làm việc theo nhóm ấy thì cũng cần thiết phải giấu đi cái sự bất mãn, ít nhiều cái sự bất mãn. Cái này phải dùng từ gì mới hợp lý? Cư sự chịu Cả đựng cư được. sự. Đúng rồi, cả cư sự. Hoặc là từ gì nữa nhỉ? Kiềm Ai chế là đừng gì? Kiềm chế, kiềm chế. Yusome Ừ. à, gì nhỉ? À, cũng cũng Osai là rự nhá. cô tai rự này. Ikai rự, Korai từ hikai chữ rự chữ kham cũng cũng đọc là cô tai rự, rự. cũng thế. Osai. Người ta dùng cái với từ fuma, người ta dùng từ cả cư sự hoặc là từ osai rự, từ này. Tiếp theo câu số 22. Tán à, sao phát tán cái gì đấy, thông tin không 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 câu 22. Câu 22, Thùy 1, Thoa 4, Cư 2, Quỳnh 1, Dung 2, Tiền 4, Huyền 4. Câu 22 nhé. Chữ Hán là chữ gì đấy? Tán Ừ, phát phát tán. tán Đọc là gì? Asan Asan, đúng rồi. Nghe thì có vẻ như là rất là dễ, một từ rất dễ đúng không? Thậm chí là nhiều bạn nghĩ rằng là cái từ này N3 đã học rồi, bởi vì kanji ấy là biết là phát tán rồi, nhưng mà rất tiếc đấy là gì nhỉ, đấy là cái Hán Việt thôi, đấy là một cái nhầm lẫn. Rất nhiều từ tưởng chừng dễ nhưng lại khó, hỏi N1 mới hỏi. Ví dụ này, một số từ nhá, ví dụ đây Sado này, chữ tác với chữ động nghe rất là đơn giản nhưng mà N1 nó mới hỏi đấy. Hay là chữ gì, hay là chữ chữ gì nhỉ? Các bạn còn nhớ các đề trước không, có cái từ gì mà dễ dễ của tầm N3 đã học rồi mà N1 mới hỏi cách dùng từ Đối với em từ nào nó cũng khó hết. đối với em thì làm khó. Riêng phần cách dùng từ thì em chả thấy câu nào dễ hết. Bakuro Không, Bakuro là chữ chữ rô là N1 rồi. Loạn. Thôi thôi bỏ đi, cái này được rồi. Nào Hasan dùng khi nào? Hasan dùng để diễn tả cái sự truyền hoặc là sự tản. Truyền gì đây? Truyền âm, truyền nhiệt. Phấn hoa có lớn Được. Phấn hoa được. hai cái Hoặc từ là dùng âm để gì nhỉ? gì có biết không? Từ từ Nó dùng giống từ casual trong từ. tòa chết à? Đúng rồi, stress. Hasan suru nhá, bằng là stress wo kaisho suru, giải tỏa. Giải tỏa. Ừ. Câu 1 này, internet to jidai ni nari, jōhō o hasan suru koto ga ai ni yōi ni natta. Bước sang thời đại internet thì cái việc phát tán thông tin nó đã trở nên đơn giản, nghe thì ok đúng không? Nhưng không Machine. phải là
không phải là Nhưng phát chắc tán là thông hạt tin, sin. phải là gì đây? Hạt Hạt sin, sin. đúng rồi, hạt sin. Hoặc là từ khác nhá, nếu mà muốn dùng với nghĩa là dùng chữ tán ấy là phải dùng từ cà cứ sang nhé các bạn nhá. Đây, chữ khuếch và chữ tán thì nó mới dùng đi với từ Johor. Câu số 2. Rơi Fukuro otoshite kohi no kona o atari ichime ni hassan shite em có bảo gì shimatta. Làm rơi nữa cái gì? Làm rơi cái túi và đã làm phát tán cái bột cà phê. Có phải làm phát tán cái bột cà phê không? làm vinh vãi thì gọi là Nãy sẽ bảo là phát tán phấn hoa thì dùng được, nhưng mà đấy là cái trường hợp gì đây? Cái cây nó phát tán phấn hoa ra ấy thì được, nhưng mà đây là gì? Đây là cái hành động mang tính chất kiểu như là chủ động, đúng nhỉ? Không phải. Câu này không dùng được cái từ hạt san này nhá. Cái này phải dùng từ gì các bạn biết không? không biết Bình á. làm vương vãi là từ gì? Chira Hira. sự Hirakas hoặc là Chirakashita. Đấy. Hoặc là không có thể dùng cái từ dùng dưới dạng hơi tự động từ một chút, đấy là Kohinokonaga Sanranshita. Đấy. Nó vương vãi, nó rời toán loạn. Câu số 3 này. Natsu no atsui toki ni wa asa ban 2 kai gurai niwa ni mizu o hassan shiteru. Cái lúc mà trời mùa hè nóng ấy thì tôi phát tán nước vào sân ngày 2 lần sáng tối, có phải không? Tôi làm sao? tưới nước, Tôi làm sao? Tôi tưới nước. Tôi tưới nước vào sân đó, không phải. Tôi nhưng mà vẩy nước, đúng không? Tôi rắc nước. Thì dùng từ gì? vừa mặc Phư rự á? Phư mặc rự là rắc rắc bột mì, rắc mè, rắc muối chứ. Còn rắc nước không dùng từ mặc đấy. Đúng rồi, là dùng từ ma cự. mặc Đây nhá. cái này có Đây. trong bản nghe. Chữ này, đúng nhá. Hoặc không mọi người dùng từ này nhá. Đó là từ sampu. Từ này này. Xong. Sampu. Là rắc phun. Ví dụ phun thuốc sâu ấy là dùng từ này. Các bạn bao giờ phải đi phun thuốc sâu bao giờ chưa? Câu số 4 này. Em chỉ đi nhấc bình cho mẹ thôi. Thế thế số thua trên xe rồi, trên xe đã từng Em được toàn đi phun đi thuốc sâu pha sẵn cho mẹ xong đến đầu bờ là những thắc thì đấy. chết mất. Câu số 4 này. Rezo ko wa gaibu ni netsu o hassan surukoto de naibu o hiyashiteru. Tủ lạnh ấy nó làm lạnh bên trong bằng cái cách nó tản nhiệt ra bên ngoài, nó phát tán nhiệt ra bên ngoài. Đúng, đây sẽ là đáp án số 4 nhá, có từ nhiệt, đúng nhỉ, tản nhiệt đấy. Như vậy là nhớ rằng cho sinh từ hạt san này đi với gì? Tản nhiệt, đúng nhỉ? Phát Giải tán mùi, tỏa đúng nhỉ? Giải tỏa stress, đúng rồi. Tiếp theo, số 23 nào. À đây, đây ví dụ luôn, từ dễ nhưng mà chưa chắc đã biết nghĩa. stress. Câu 23. Hoa 1, cư 1, thủy 3, tiến 1,
Kim Dung 4, Minh Hải 1, Dung 1, Quỳnh 3, Huyền 1. Câu 23 chữ Hán này đọc là gì mọi người? Si Siwagi. Siwagi. Đúng rồi, Siwaza, tưởng là Siwaza. Sigyo. À, tưởng Siwaza, đúng rồi, Siwaza nhá. Từ Siwaza này mang nghĩa là gì? việc Việc xấu, xấu. cái gì À, xấu, Siwaza là tức là cái trò mèo, là chiêu cái trò trò xấu đấy. Trò mèo này, cho chiêu mèo. trò hoặc là trò nghịch đúng không? Đấy. Thông thường nó mang nghĩa tiêu cực. Câu 1 này. Mise no shata no itazura ga ki wa kinjo ni sumu kodomo no shiwaza datta. Cái vẽ bậy lên cái cửa của cửa hàng này này là cái trò nghịch của bọn trẻ con sống ở gần đấy, đúng không? Đúng, đúng rồi. Chính xác nhá, bởi vì mang nghĩa tiêu cực đúng nhỉ? Itazuragaki này. Số 2. Kono koen ni wa itsumo kirei na hana ga uete aru kedo dare no shiwaza nan daro? À, trong công viên này thì trồng rất là nhiều hoa đẹp, liệu rằng đây là trò mèo của ai? Đúng không? Sai đúng không? Đây sẽ là gì? Câu 2 phải thay bằng cái gì? Các bạn. Hành Đây động. là hành động. Ồ. Nghe nó hơi bị classy. Đây là cái gì nhỉ? Đây là, có thể dịch là đây là cái, Công việc của ai? đúng rồi, công việc của ai? Là dùng từ gì? Cô tổ. Shigoto. Shigoto. Hoặc là từ gì nhỉ? Hoặc là đây là nhờ ai? Okage, đúng không? Số 3. Mada shigoto ni narete inai dakara kare no shiwaza o semete mo shikata ga nai. Bởi vì là vẫn chưa quen với công việc, cho nên là dù có trách cái trò mèo của anh ta thì cũng không còn cách nào khác. Trách cái gì các bạn? Đi với semeru sẽ phải là trách cái gì? Lỗi Đúng rồi, lỗi. Là từ gì nhỉ? Mr. Miss hoặc là gì? C. Shippai nhá. Hai từ này, đúng nhỉ? Không không c không không dùng c co c mê rự. Câu số 4 này. Oborete iru kodomo o mitsuketa toki no Hayashi san no shiwaza wa hontou ni rippa datta. Cái trò mèo của anh Hayashi cái lúc mà tìm ra đứa trẻ đang bị chết đuối thì thật là tuyệt vời, có phải không? Không, cái từ này phải thay bằng gì các mọi người? Hành động, Đúng rồi, hành động. Ừ. Cô đồ đúng nhỉ? Hành động nhá. Câu 24 nào. mưa xa, mưa mưa xa xa, mưa dô xạ, mưa dô xạ cửa. Cẩn thận cái từ này nó cho nó cho cái đọc của kanji thì ối người khóc tiếng máng. Câu 24. Câu 24 mọi người chọn như sau. Kim Thoa 3, Cư 4, Tiến 2, Minh Hải 3. Huyền 3. Câu 24 đọc là gì mọi người? Mưa. Mizo xa. Đúng rồi. Mizo Mưzosa đúng nhỉ? Đấy, bởi vì nó có thể nó hỏi cách đọc kanji ấy. Bưzosa cự này, đúng không? Thì bưzosa này, đấy. Rồi thì mưzosa cự nhớ nhá, cái này đọc là bưzosa. Bưzosa na là một tính từ mang nghĩa là gì? xài quá. Đúng rồi, sơ sài. Sơ sài. Qua loa cho có, làm cho có chứ làm không có chú tâm gì hết. Đúng không nhỉ? Hoặc là thản nhiên.
Các phương án này. Semon ten de shika kaenakatta shouhin ga saikin wa doko demo muzosa ni kaeru. Những cái sản phẩm mà trước đây chỉ mua được ở những cái quán bán đồ chuyên dùng ấy thì gần đây là có thể mua được ở bất cứ nơi đâu một cách. Một cách gì các Thánh? Dễ dàng. Đúng rồi, một cách dễ dàng. Một cách đơn giản, dễ dàng dùng từ gì? Tan tan nhi. Đúng rồi. Hoặc là gì nhỉ? Muzukashi kutai. Chả ai dùng cái kiểu. Mặc dù nó có dễ người ta cũng một pha xử lý công cành. Tegaru các bạn nhá. Tegaru nhi. Ừ. Nó gần giống như kan tan nhi. Hành động một cách đơn giản. Câu 2 này. Ano hito wa ryori no aji ni muzosa de taberare reba nan demo irashi. Người kia ấy thì rất là gì đấy với vị món ăn. Nếu có thể ăn được thì cái gì cũng được. Chỉ cần có thể ăn được thì cái gì cũng ngon, cái gì cũng được. Không dùng từ này đúng không? Cái này dùng từ gì? Cái người kia ấy họ rất là, họ làm sao với vị món ăn mà cái gì không ăn được, à, miễn là ăn được là họ ok. Dùng từ gì nào? Koda wa nanai. Ờ đúng rồi, Sensei đang muốn dùng từ đơn giản một chút. Koda gì nhỉ? Koda wa razu đúng không? Dùng từ này cũng được nhá các bạn nhá. Câu này kén chọn. Hoặc nếu mà muốn dùng từ khó, muốn dùng cái từ kết cấu theo kiểu này sẽ dùng từ muton chắc cự. Đây. Nhưng mà nó hơi khó, cái từ này dùng ít lắm. Mà các bạn dùng từ koda wa razu là được rồi. Câu số 3. Kanojo wa oshare ni wa amari kyomi ga nai yo de kami mo muzosa ni tabanete iru dake da. Cô ta thì có vẻ như là không có hứng thú gì với làm dáng, làm thời trang gì hết. Cô ta tóc thì cũng chỉ bó một cách qua loa sơ sài thôi. Đúng không? Đúng, đúng rồi, đã đúng là 3 nhá. Làm gì đó một cách qua loa sơ sài cho có. Câu số 4. Kokyu restaurant ni shite wa fuiki ga muzosa de hajimete no hito demo hairi yasui. Mang tiếng là so với việc nó là một cái nhà hàng cao cấp, một quán ăn cao cấp thì bầu không khí nó rất làm sao đó và ngay cả người đầu tiên, người mới đến cũng cảm thấy rất là dễ khi vào đây. Bầu không khí thì phải dùng cái từ gì mọi người? Bầu không khí làm sao nhỉ? Thân mật. Nào, thân mật là gì? Không nào, vừa chán sợ hả? Nagoya ka nha. Đây, từ này. Có từ gì mà có ba chữ Hán nữa. Ba chữ Hán á? CZ không nhớ, không nhớ từ đấy. Có gợi ý gì nhớ được ra thì nói xem CZ có nhớ không. Còn nói ba chữ Hán không thì không nhớ. Không nào, em có tra cái từ bầu không khí thân mật ra từ đấy mà em không nhớ. À, thế à? Số 25 nào. Số gì đây? Câu 25. Hoa 3, Cư 1, Huyền 3, Hải 3, Dung 3, Quỳnh 3, Tiến 4, Thùy 3. Câu 25. Từ này đọc là Sojite.
Sojite, đúng rồi. Nó dùng như một phó từ nhá, nó mang nghĩa là chung quy lại. Nó dùng để đưa ra một cái kết luận. Số 1 này, wakariyasui setsume datta node sojite rikai dekimashita. Nó làm bởi vì đấy là một cái bởi vì đấy là một cái bài giải thích rất là dễ hiểu nên là tôi đã hiểu. Chung chung Nên nói chung là đại khái đúng rồi, hiểu đây phải là hiểu đại khái đúng không nhỉ? Sẽ dùng từ đại gì? tài Đai tai. Hoặc là gì? Mức độ hơn đai tai sẽ là gì nhỉ? Hakiri. tâm thôi Hakiri cũng được. Hakiri hoặc là hồ tôn đồ. tâm. Câu số 2 nhá. Watashi wa kodomo no koro kara sōjite megane o kakete imasu. Tôi thì từ thời còn bé chung quy là đeo kính. Không phải đúng không? Tôi thì từ thời còn bé tôi đeo kính thì các bạn biết là đi với từ kara đằng sau thì thông thường nó là cái phó từ gì không? Kakete. Làm một việc liên tục từ lúc đấy đến bây giờ thì người ta dùng cái phó từ gì đằng sau kara? Rồi tội nhá. Tôi đeo kính suốt từ thời còn bé đến bây giờ. Câu 3 nào. Kotoshi Hai đúng. wa kaku tempo à xin lỗi. Không phải. Kaku tempo no uriage ga sōjite nobite iru. Năm nay ấy thì cái doanh số của các cửa hàng chung quy lại là đang tăng. Đúng. Đúng, đúng rồi, đáp án số 3. Tổng hợp cộng gộp lại. Số 4 này. Kino no seminar no sankasha wa sōjite 200 me datta. Cái người tham gia của cái hội thảo ngày hôm qua chung quy là 200 người. Con số cụ thể không đi với cái này nhá. Cái này đi với động từ. Các bạn có biết cái từ này sẽ đi với từ gì không? Có con số Ồ. này này thì nó dùng từ gì biết không? Ôi Hộp. số là cự toàn thế con số khoảng Khoảng á cũng được. Oyoso. Nhưng mà nếu mà muốn CC muốn dùng một từ mà có chữ tổng thì dùng từ gì? sư được Ok. à không Số khoảng sư. Từ này các thánh ồ số nha. sư Tổng số. Được chưa? khoai đồ Tiếp khoai đồ theo.